Phong thủy Gia Cát xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 9 cho thấy công việc làm ăn của người tuổi Quý Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tam hợp cùng với lệnh tháng. Vậy nên trong tháng 9 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 9 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Quý Tỵ nên bạn cần phải nắm được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 9 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Quý Tỵ trong tháng 9 sẽ vang dội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người này lại tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản chất của mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi đúng rất tốt. Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bạn mình nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực tốt đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không nhiều tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có quá nhiều biến động, bạn mệnh nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp canh dương kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi, tháng này không phải quá may mắn đối với những người tuổi Quý Tỵ, cơ hội thăng tiến không tự dưng mà có. Các gia chủ cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, tháng này còn có khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được những thu hoạch lớn lao. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 9 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có quá nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Với những bác làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Quan sát này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đảng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Theo phong thủy Gia Cát, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn cần phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần và sức lực đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Canh Tuất nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Tuổi này của gia chủ, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích nhất. Các gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Người sinh năm 1953 gặp vận đào hoa trong tháng. Điều này tốt với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi, tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Tháng này, gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa. Đây là cơ hội để gia đình, bạn bè thêm gắn bó sau những sai lầm, cãi vã thời gian trước. Bạn hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Với những người đang sống độc thân, bạn có thể thử mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Quý Tỵ trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 9, tức ngày 1 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 9, tức ngày 13 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9, tức ngày 10 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9, tức ngày 22 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Phải vững tin vào cuộc sống, số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của người tuổi Quý Tỵ trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.